Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Người còn liêm sỉ nữa không vậy, cá trạch nhỏ. Không ăn được thì hãy xem ta đánh hắn thành xác ướp trước, sau đó ngươi cứ từ từ mà ăn. Cái gì? Không ngờ cá trạch nhỏ lại bá đạo như vậy, đến ngay cả đồ đựng tụ hồn cực phẩm cũng không phải là đối thủ của nó. Đây, đây. Nhanh dừng tay, đó là tinh phách mà ta vất vả lắm mới thu thập được. Cứ xem như là cho ngươi một bài học, sau này những thứ không nên động vào thì đừng động vào, ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi điên rồi sao? Bây giờ còn có không ít chó ba đầu địa ngục đang ẩn nấp trong bóng tối. Hai người còn có tâm tư mà lục đục nội bộ hay sao? Ma Phàm, đây là đang làm loạn cái gì vậy? Là hắn tự chuốc lấy sỉ nhục trước. Không cướp đồ của tôi thì cũng không có chuyện gì. Trả lại tinh phách lại cho ta, đó là toàn bộ tâm huyết của ta. Thứ mà đồ đựng tụ hồn của ta đã ăn vào thì không thể nào nhả ra được. Ngươi từ bỏ đi. Ngươi, bây giờ chúng ta là người một đội, ngươi đừng quên mệnh lệnh của lãnh đạo. Nhìn hắn cũng xem như là có chút biết điều, không dám ra tay. Tại sao chó địa ngục ba đầu lại xuất hiện ở đây? Chó là nô lệ trung thành nhất của Pharaon. Nếu như ở đây có chó địa ngục ba đầu, thì có nghĩa chúng ta đang ở gần trung tâm của Kalakin. Chúng ta có tiếp tục đi về phía trước hay không? Mộ thất này khí phách như vậy, thân phận của chủ nhân nhất định là không đơn giản. Lẽ nào bên trong linh cữu này còn có Pharaon hay sao? Không, có lẽ là xác ướp thôi. Nhưng mà có thể được chôn ở nơi này, trước khi còn sống là quý tộc có tài lực hùng hậu. Tốt thì tốt. Hình như nó đang ngủ rất ngon, đừng làm phiền người ta đang ngủ. Nhưng mà Pharaon nếu không ở đây còn có thể ở đâu? Ở đây cũng không có cửa đi về hướng khác. Thông đạo của kim tự tháp nếu như dễ tìm như vậy thì đã không tồn tại câu đố chưa giải nghìn năm rồi. Theo như tôi, phía trên nhất định là tiểu bót, nói không chừng diệt nó xong cửa ra sẽ. Thử xem thế nào, dù sao chúng ta cũng không còn cách nào khác. Cậu nghiêm túc đấy chứ? Mọi người cứ né khỏi đây trước, làm tốt chuẩn bị. Cậu qua bên này. Silver, cậu lại gần hướng này một chút. Mục Bạch, cậu pháp sư hệ băng. Liệt Quyền, DM, cậu đừng có gấp gáp như vậy có được không? Tên bên trong đó tỉnh rồi. Ở lại bị chôn cùng đi. Cấp quân chủ, như vậy sao mà đánh nữa? Cửa xuất hiện rồi, còn đánh gì nữa, chúng ta nhanh chạy thôi. Cơ quan mở cửa đúng là ở trên linh cữu. Thuẫn tức di động.